cái hàng ở dưới này thì là nó rẻ hơn, độ tầm là 7 đến 8 triệu thôi. Cái máy này to phết đấy sử nhỉ. Chú ơi, cháu tham khảo rồi, quyết định là cái máy này chú. Nhưng mà bảo hành thì là trong Bảo vòng. hành trong vòng 6 tháng nếu về động cơ các thứ thì cầm đây không phải mất gì cả. Cái này là 12 triệu là gọi là full cái combo của nó rồi đúng Đúng không? rồi, đúng rồi. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Lần đầu tiên thì cho hai anh em xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô chú anh chị, cô bác ông bà và mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là cùng em Sử nhận được một phần quà rất là lớn cô bác ạ. Cái phần quà này thì có thể là giúp cho em Sử làm cái công việc mà đồng áng là nhanh hơn cô bác. Và cái phần quà này được ai gửi cho thì cháu Lực xin được phép là sẽ bật mí luôn cho cô bác nhé. Phần quà này thì là được bán Phạm gửi cho cháu Lực là để mà thực hiện giúp cho em Sử đi có thể là vừa đi làm thuê được này, và thứ hai thì là vừa làm cái công việc ở nhà là tốt hơn. Hôm trước thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bán Phạm gửi cho Lực là 500 đô để mà đi mua máy cày của bác ạ. Đấy, hôm nay đi mua thì cháu Lực sẽ ghi hình lại cho tất cả các bác là cùng hai anh em đi chọn lựa và mua những cái phần quà gì và mua những cái nhãn hàng gì cô bác nhé. Xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã luôn đồng hành cùng cháu Lực trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Đấy, còn Sử thì hôm hôm qua thì anh bật mí cho Sử một chút thì đến hôm nay thì Sử đã biết là cái phần quà đấy là phần quà gì chưa? Có thể ạ. Có rồi à? Vâng. Đấy, Sử thì có thể là biết cái phần quà rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là hai anh em mình chưa thể bật mí lên kênh vội được. Đó, để một tí nữa hai anh em mình đi lựa rồi thì cho tất cả các bác là cùng biết. Vâng. Đấy. Phần quà này thì cũng để thứ nhất là để cho em Sử làm ở nhà, và thứ hai thì nếu mà những hàng xóm có thuê thuê đi làm ấy thì là cũng có thể là làm được cô bác ạ. Từ trên chỗ nhà của cháu Lực đi xuống huyện thì đôi đó tầm độ là hôm nay trời nắng thì chắc là hai ba anh em là cả đi cả về mất tầm 6 tiếng thôi cô bác. Đứng ở một cái chỗ mà không có cái view mà cũng khá là đẹp cô bác ạ. Ở dưới kia thì hiện tại là đang có những cái sương mù như kiểu là một biển mây luôn ở dưới kia đấy cô bác. Đấy, một tí nữa thì hai anh em lại vòng đi tít xuống dưới đường kia cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực với lại em Sử đi xuống huyện cô bác nhé. Em Sử thì hiện tại là tay lái của em thì rất là lụa rồi các bác ạ. Đi xuống huyện thì nếu mà một tí nữa cháu Lực cùng với lại em Sử đi xuống huyện mà không có lấy đồ gửi được xe máy thì gửi được xe khách, gửi được xe sang các bác thì là sẽ dùng xe máy để mà chở. Đấy, là hôm nay thì cháu Lực mới đi hai xe rồi, tại vì là cái cung đường nó đi xa các bác, mình chủ động một chút. Ba anh em có cả em cameraman nữa đi cùng thì sẽ vừa đi là sẽ vừa nghỉ, tí mệt ở đâu thì sẽ nghỉ ở đấy. Chắc là hôm nay thì có thể là đến tối muộn thì mấy anh em mới về tới nhà được. Ở chỗ này thì có một cái cầu sắt này của bác ạ. Cái cầu sắt này thì có vẻ như là làm từ rất là lâu rồi. Bà con hay ra những cái
lòng thủy điện này để mà vét cá mọi cái này cô bác này. Rất là rộng. Dưới kia nhìn như kiểu là con rắn đấy nhở. Từ từ chỗ này đi chắc là xuống chắc là cao phết đấy nhở chỗ này ấy. Đùa đâu. Đấy, anh em thì sẽ vừa đi và vừa ghi hình những cái khung cảnh mà ở trên chỗ của hai anh em ở cho tất cả các bác là cùng biết. Lỡ đâu các bác theo dõi những cái thước phim của cháu Lực là thì còn biết đường mà gọi là đường đi qua đây thì bảo là đường này đi trên chỗ bản em chẳng hạn. Chú có biết là cái cây này là cây gì không? Không biết được. Không biết đâu à? Cái cây này là cây cỏ lâu đấy mà ở trong lịch sử thì cũng có truyền thuyết về cái cây này khá là đẹp cô bác ạ. Ở dưới này thì có vẻ như là người ta phải lấy cá rất là nhiều chỗ này ấy. Anh nhìn thấy tấm lưới ấy đang trải ra kia kìa. Đấy, bây giờ thì anh em mình lại tiếp tục là đi thôi nhỉ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, sau một cái thời gian di chuyển thì hiện tại là hai anh em đang đến trước một cái cửa hàng rất là lớn cô bác ạ. Cửa hàng này thì chuyên gia bán về những cái vật dụng là máy cày này, tất cả những cái đồ dùng mà gọi là bà con để mà làm công việc đồng áng đấy cô bác. Thế thì bây giờ thì cho Sử là đi vào chọn trước nhá. Vâng. Anh em tiện thể là đang ở đây thì sẽ mua đã cô bác. Có vẻ như là nhìn có rất là nhiều những cái máy cày này cô bác này. Chú ơi, chú tư vấn cho cháu máy cày với. Đây chỉ lấy con Samurai này, nó chuẩn thôi, nó là cầu to này, dùng nó bền. Con này á? Con nhưng mà con này thì giá tiền của nó tầm bao nhiêu? 12.500.000. Tầm 12.500.000 à? Còn không thì lấy loại rẻ 6.000.000, 7.000.000. Lấy loại tầm 6-7 triệu thì là như loại nào? Chúng đây, hàng Trung Quốc đây. 170 của nó. Hàng này là, nhưng mà hàng này nó vẫn là 170 à? 170 thôi, nhưng mà nó hàng này thì nó kém chất lượng. Kém chất lượng hơn à? Đúng rồi. Hàng này là hàng bên Trung Quốc hả chú? China. China. Thế còn những cái hàng nếu mà của Việt Nam với lại của tầm hãng Honda, nó còn loại hãng Honda chứ? Không có Honda, nó chỉ có Kawasaki của Hoàng Anh với lại Kawasaki thôi. Nhưng mà nó vẫn là của bên Việt Nam đúng không? Đúng rồi, hàng, ví dụ chẳng hạn hàng Hoàng Anh thì này. Lắp ráp thì nó vẫn lắp ráp từ Trung Quốc về hết, nó nhập khẩu của công ty về. Hoàng Anh thì chất lượng của hàng Hoàng Anh thì nó riêng. Thế nhà như cái máy này thì cái loại máy cày thì nó không có gọi tầm là của Honda à? Không có, Honda nó là máy xăng hết, máy dầu nó không có. Honda máy xăng nó mười mấy triệu, 14-15 triệu thôi. Thế nhưng mà nếu mà Honda của nhà chú thì có không? Có, vẫn có, có nhưng à? Mà nó là máy xăng. Máy xăng á? Máy xăng, không phải máy dầu. Máy xăng thì nó lại tốn nguyên liệu hơn rồi, rất là nhiều. Nhưng mà tầm mà loại đấy thì là loại nào chú chỉ cháu xem được không? Trên kho rồi, chưa bày ở đây rồi. Chưa bày ở đây à? Đúng rồi. Bởi vì cái máy thế xăng thì ít bán được. Như Sử thì Sử thích là dùng máy xăng hay là thích dùng máy dầu? Thì dùng máy dầu là. Thích dùng máy dầu hơn à? Máy xăng thì thật sự ra cô bác ạ, máy xăng ăn nguyên liệu nó rất là nhiều. Còn máy dầu thì lại tiết kiệm hơn và cái dầu thì nó rẻ hơn xăng rất là nhiều. Đang thế cái này là của bên Việt Nam đúng không chú? Đúng rồi, lắp ráp toàn bộ là của bên mình.
Nhưng mà nếu mà mua thì liệu là bảo hành là như thế nào chú? Bảo hành trong vòng 6 tháng, nếu có vấn đề gì thì cầm xuống đổi lại. Bảo hành trong 6 tháng à? Ừ, trong vòng 6 tháng. Hôm nọ thì cháu cũng mua nhà chú là cái máy phát cỏ. Chính xác. Rồi. Nếu mà hôm nọ thì cháu mua về thì cũng dùng đấy tốt đấy. Thế lần này thì cháu quay trở lại và mua cho em nó là cái máy cày để mà đi làm ruộng cho nó tốt. Bây giờ thì để cháu với lại em nó chọn lựa thêm chú nhá. Rồi thì lấy cái máy nào rồi thì sẽ... Cái máy này thì vừa rồi chú nói là của bên Việt Nam này cô bác này. Đấy, chắc là những cái máy này của Hyundai... Cái gì đây? Kama hả chú? Vâng. Cái hàng ở dưới này thì là nó rẻ hơn. Độ tầm là... 7 đến 8 triệu thôi. Cái máy này to phết đấy sử nhờ. Máy này to, máy to quá thì đem về thì ruộng của nhà sử thì nó là ruộng nhỏ đó các bác. Thì lựa chọn nào cái máy mà nó nhỏ nhỏ hơn một chút thôi. Máy này thì là của máy bên Trung Quốc rồi. Cái hàng của nó là không phải là chế hàng Trung Quốc đâu như bác. Nhưng mà thực sự ra thì hầu như là ai cũng không ưng máy. Sử nếu mà có ưng máy của Trung Quốc không? Không ạ. Không đâu à? Vâng. Máy này thì rẻ hơn là chỉ có là 7 triệu mấy thôi. Đấy. Hai em di chuyển là từ lúc mà về là 5 giờ các bác. Bây giờ đến 8 giờ thì mới về tới huyện. Hai mấy em là còn chưa kịp ăn gì luôn một tí nữa. Chọn máy xong thì đi ăn sau. Chú ơi cháu tham khảo rồi. Quyết định là cái máy này chú. Vâng. Nhưng mà bảo hành thì là bảo hành trong vòng 6 tháng, nếu về động cơ các thứ thì cầm đây không phải mất gì cả. Cái này là 12 triệu là gọi là full cái combo của nó rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đầy đủ hết, bao gồm lồng phay bừa, cài phay bừa đầy đủ hết. Vâng, dầu nhớt là đầy đủ hết. Vâng, thế là nếu mà như trong quá trình nó hỏng thì nó bị làm sao thì cháu mang xuống thì mang xuống thì có anh em sẽ phục vụ cho đến tận nơi. Vâng. Không mận được, không phải mất gì. Vâng. Thằng em nhỉ. Vâng. Cái xử là nhớ chỗ mà anh em mình mua nhá. Vâng. Nó bị sao thì là xử em đây nữa. Anh sẽ hỗ trợ. Thế bây giờ chú làm cho cháu cái giấy bảo hành cái phiếu đi. Ok xong ok. Rồi. Chú bảo là máy sau một cái thời gian thì là sẽ lựa chọn là máy nếu kia nhé. Nếu mà bị đầu máy mà bị vấn đề gì thì cháu cầm đây chú, nhà chú sẽ có anh em nhân viên hệ thống làm cho cháu bằng hoàng. Đấy, cửa hàng của nhà chú thì cũng cửa hàng rất là lớn và uy tín đúng không ạ? Uy tín nhất ở cái huyện này rồi, cho nên là không phải lo lắng mấy đâu. Bây giờ thì cho là máy chú để mà lắp thêm những cái bừa, những cái phay vào nữa. Này thì bây giờ chắc là chưa có đổ dầu vào đâu. Sử đi đá cày mấy cây bao giờ chưa? Chưa đâu. Chưa đâu à? Thế là về nhà là phải tập đá. Đấy, trước khi đi là phải tập đi bằng bánh đó. Trước khi xuống mua thì cháu Lực cũng đã tham khảo và rất là nhiều những cái mẫu máy cày rồi các bác. Hàng Honda thì thật sự ra thì không có, hầu như là những cái máy cày này, hàng Honda thì nó dạng như kiểu là rất là khó thay. Còn là cái hàng này thì nó là đa dụng hơn nhưng mà vẫn còn rất là, nó là ổn thôi. Để cho anh nổ đấy. Cái này thì liệu cho đi từng bao nhiêu lâu thì mình phải thay dầu anh? Cái đấy do mình thôi. Đấy là do mình à? Đúng rồi, như xe máy mình ấy, mình đi nhiều thì thay. Cũng như là mình cày nhiều thì là mình sẽ thay nhiều hơn đúng không? Muốn máy bền thì mình phải thay nhớt chứ. Nhưng mà mỗi lần thay thì mình sẽ thay độ tầm bao nhiêu 3 lít? 3 lít. 3 lít à? Đấy, sử là nhớ nhá. Máy 1 lít, hộp số 2 lít. Vâng. Không biết thì cứ điểm chân chóng lên và cho máy bằng cho nó đến miệng đây là được. Vâng. Thế là bây giờ anh cứ cho nó đầy hết cho em đi nhá. Cho nó đủ thôi, đầy nó lại ra khói. Đầy lại ra khói à? Khó nổ nữa. À vâng. Nếu mà thiếu thì hỏng máy. Vâng. Thế là anh cứ cho gọi là cho một lần cho em. Đấy xong là một tí nữa em sẽ lấy lại thêm dầu sau. Còn cái dầu này là dầu gì anh? Dầu nhớt đấy. Dầu nhớt đúng không? Còn nếu mà dầu máy thì mình đổ vào đâu? Đổ vào bình đấy. À đổ vào đây à? Đây, đây.
À, thế là chỉ có thay lại dầu này với lại dầu này thôi à? Dầu đấy thì mình mua từ xưa. Vâng, cái dầu này thì em biết rồi. Vâng. Sự là trong lúc mà anh vừa nói hỏi các anh ấy thì là em cũng vừa để ý một chút nhá. Để hai anh em mình cùng để ý thì nó sẽ được ạ. À, nó sẽ biết nhiều hơn. Cái máy cây thì mua cũng rất là đắt, máy này thì là 12 triệu. Cũng vừa chia sẻ. Này là một tí nữa mấy anh em khi mà xong khi mà mua xong ấy thì chắc là gửi đến độ tầm 26 kia kìa. Để chở ra xe khách. Đấy, buổi sáng sớm hai anh em đi thì bảo là chưa bật mí cho các bác vội biết được, đến chỗ cửa hàng rồi thì mới bật mí cho các bác biết. Đây nhá. Dạ. Đấy, cho rồi. Máy bằng như thế này là về đến miệng cái đường này. Đừng cho đầy quá. Là cứ đến miệng này đấy, đúng không? Đấy, đúng rồi. Đó. Cho đầy quá nó lại ra khói. Nhưng mà nếu mà độ tầm là một tháng thì mình thay hay là như nào? Đấy, nếu mà quy định theo cái máy của nó, quy định là mình độ cày tầm tầm độ bao nhiêu lâu? Nếu mà đợt đầu này thì cày một buổi là mình xả ra, xong đợt sau thì nó sẽ biến máy hơn. Sẽ biến máy hơn à? Ừ. À, thế là mình chỉ cần đổ hai cái dầu này vào đúng không? Vâng. À, cái bên này là một loại thôi mà. Bên này là hộp số, bên kia là đầu máy. Vâng. Cái hộp số này thì nó được tầm bao nhiêu lít anh? 2 lít. 2 lít à? Cứ mỗi lần thay là 3 lít. Chú xả nhớt ở đây này. Đâu, xả nhớt đây. Đâu anh? Đây này, ốc này này. Ốc này á? Vâng, ốc này. À, thế là tháo cái bưởng ra đúng không anh? Không. Ừ, thì tháo ra. Thì mình phải tháo ra. Dốn đây nữa. À. Thế là mình cứ xả hai cái này xuống đúng không? Gọi là cho như là mình cứ cày một buổi là mình phải xả hết ra. Không, một buổi hay 2-3 ngày cũng được mà. À. Cái đầu này nó còn mới, nó có cái vần của sắt ấy. À. Xả ra máy nó mới bền. Vâng. Đấy là do tùy mình thích đấy, có thằng mua đi cày một vụ nó mới thay cũng được. À. Đấy là máy nó nhanh hỏng. Vâng. Máy mười mấy triệu thì mình mua được nhất 3 lít nhất thì mình mua đi thay nó bền máy mình. Vâng anh. Cái ở chỗ anh, cái ở bên này là xả đây đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Còn cái này là mình xả dưới đúng không? Đúng rồi. À. Sự thắc mắc ở chỗ nào thì là hỏi anh luôn nhá. Vâng. Đấy. Máy cây thì nó cũng chỉ là thay nhất là thứ nhất là ở bên đầu máy này và thứ hai thì hộp số ở đây thôi. Máy cây thì mình có phải kiểu là chạy nước đa gì ở xe máy gì không anh? Không cần đâu ạ. Này thì một tí nó có cái thùng đi chưa anh? Cái này là lắp sẵn rồi, thùng vứt hết rồi. Vâng. Lấy hộp thì đi nhà mình mới lắp. Nó có ở trong hộp. Vâng. Trong hộp là nó như thế kia. Là đi nhà mình mới lắp, nhưng mà đi nhà có người nó lại không biết lắp. Nhưng mà tí một tí nữa mình ngửa cái này ra để bỏ vào hộp được không ấy? Không, cái này gấp chân vào là nhấc lên xe thôi. Ở đến nhà mình đỡ lắp. Thì tháo xong em nó lại không biết lắp nữa thì. Không tháo, tí tháo xong thì về nhà em lắp được mà, về nhà thì không hẳn đến tí nữa đến chỗ khác để mà mình ấy cũng được, chứ làm như thế này thì một tí nữa nó khó. Nó khó chở quá anh ạ. Chở xe máy hay là đang bảo bây giờ xe khách thì còn xe này chạy mất rồi. Tí 12 giờ trưa gửi xe khách ở bên nào đấy? Dạ, ở bên bên 26 kìa. Đây nhá. Cái hộp số cho nó về đến đây đâu. Đâu? Đây. À. Đây. Bây giờ thì đợi anh nổ đã. Đợi
anh ấy nổ lên đấy. Nổ lên rồi thì anh em mình đợi một chút thôi thì đi thanh toán sau. Đi nhìn cho thấy nhá. Cái này là cái công tắc tắt của nó à? Vâng. Cái này thì chắc là tháo bỏ bớt đi cũng được rồi anh. Tháo được mà. Bỏ ra nhá. Vâng. Cho nó đỡ vướng ấy. Cho nó đỡ vướng ấy. Còn tắt cái thì mình tắt bằng ga thôi. Vâng. Tắt thì mình tắt ở đây được đúng không? Đúng. Cái dây này thì máy nướng đấy mà dây này bị làm sao thì mình còn biết là dùng một. Đây, cái này là cái công tắc của nó cho nên là nó đơn để đây nó vướng, rất là vướng các bạn ạ. Bỏ ra bớt đi. Cái bỏ ra thì nó vẫn không có ảnh hưởng gì đến cái về cày cả. Ảnh hưởng đâu mà. Vâng. Cái này thì nó sẽ giúp cho mình là nó vướng tay được. Nó vướng tay cái này. Khi trong lúc mình đi làm ấy. Đấy, vừa rồi thì chú Dũng bảo là lắp cái gì để bưởng đấy nhỉ? Rồi chú bảo lắp cái gì ở bưởng đó chú nhỉ? Đây úp cầu đây, à, cái này. Tôi úp cầu. À, cái này là khuyến mại hả chú? Khuyến mại. Cái này là lắp ở dưới phần cầu đúng không? Cầu nó không bị gãy ốc các thứ, vâng. Nó bền. Vâng. Cái này thì nếu mà một tí tháo ra để vào trong hộp thì tháo cái này ra hay là như nào chú? Tí nữa không cần phải tháo hộp là tháo quịt cái tay lái này xuống là đèo phát là hết. Không phải trong hộp. Trong hộp lại phải hai xe. Trong hộp hai xe? Ờ, trong hộp phải chở hai xe mới hết. Ừ, tí nữa anh em nó sẽ bố trí nó buộc biết làm nào để chở khéo nhất thôi. Vâng. Này dây này mới nữa mà dây ga nó bị làm sao thì mình thay dây này được chứ nhỉ? Đúng rồi, thay dây công tắc kia vào được thôi. Vâng. Nữa để vào thứ bóng ấy. Một tí anh chỉ lại em bên kia anh tắt máy đó xong anh chỉ đó. Nổ một tí nè anh tắt luôn đi. Bây giờ anh hộ em chỉ thằng em này là cái cách vào số với lại cái cách côn nó ở bên nào anh nhá. Bóp này xong là liên số xong nhà từ từ là nó đi rồi. À, này bên này là côn đúng không? Ừ. Côn như xe in á. Như xe in à? Ừ. Này, nhưng mà số tiến, số lùi là số mấy anh? Số ở giữa xong bóp cái này xong bóp cái này nó mới lùi, không bóp là nó không lùi. À đâu. Là cứ để số 0 này là bóp cả hai bên phanh nó lùi đúng không? Đây, vừa rồi thì anh cũng đã lắp ghép và xong nó cũng đã nổ lên rồi các bác ạ. Dạ. Đó. Đợi anh lắp thêm đồ vào đó. Lên đấy sửa. Đấy. Đấy, về đến nhà là nổ là cày thoải mái đấy. Châu thì 12 giờ trưa châu không cày được đâu, nhưng mà cái này thì làm thông trưa được. Để cái chân chóng vào. Nào, gọi lắp thêm hai cái bược này vào đấy anh. Vâng. Con
Đấy, nếu mà như không có mua ở quán chú nhiều đấy thì cái này là mua chắc miếng, một miếng là chắc độ tầm gần 50.000 nữa, hai miếng tầm 100.000 nữa. Miếng 20.000 thôi. À 20.000 thôi à? Thế một hai miếng thì cũng là 40.000 rồi. 20.000 thì được hai bát phở đấy nhờ. Có ưng chưa? Có ạ. Ưng rồi đúng không? Dạ. Em sửa để mà em ấy lựa chọn máy thì là sửa thế chưa có biết nhiều lắm các bác ạ đấy. Nhưng mà trước khi mà cháu Lực đi xuống để mà mua bánh cày ấy thì cháu Lực cũng đã tìm hiểu trên mạng khá là nhiều rồi. Mua cái máy nào mà bà con ở trên này nó gọi là phù hợp nhất, bà con dùng nhiều nhất nữa. Tí là có tất cả thêm một cái bừa, một cái vâng có đủ hết, có đủ hết đúng không anh? Thế là bánh cày là nó sẽ có gồm có là một là bánh nhựa này, thêm là một cái lưới bừa và một cái lưới cày nữa các bác nhá. Bây giờ thì lên rồi thì sửa đây xem anh làm nhá. Vâng. Anh đi vào và anh gửi tiền cho chú một chút đó. Cháu chuyển khoản chú nhá. Có còn khuyến mại thêm cái gì không chú? Bộ đồ cà lê màu led đấy rồi, có rồi. Có rồi à? Ừ, nó có rồi. À. Đây cháu chuyển khoản đây. Thế bộ đồ cà lê màu led. Có bộ đồ theo máy của nó sẽ có những cái gì là chú giả hết. Vâng. Lấy làm gì đâu, cho nhau về để còn lần sau để còn gặp lại chứ. Vâng. Vâng. Ai cho chuyện chú nhé, chú xem nhận được chưa? Ok. Nhưng mà nếu mà nó bị bảo hành là nó bị hỏng, cứ hỏng là đem xuống chú là chú các bảo hành hết đúng không? Chính xác. Mà nó bơm kim mà nó bị thì cầm đây, còn ví dụ chẳng hạn mà nó không thay nhớt mà nó chạy nó hết nhớt chết thì cái đấy là trong cái bảo hành không có. Vâng. Tức là ví dụ nó vẫn như thế mà không may bơm kim nó chết xuống đây bọn chú thay chế mới cho đàng hoàng. Cái nhất, nếu mà nhất thì là mình về nhà mình làm độ tầm bao nhiêu lâu thì mình thay được đợt đầu được chứ? Đợt đầu nhất máy này chạy giá trơn và em cứ chạy cho 16 tiếng. 16 tiếng là mình thay đúng không? Thay mỗi nhất máy 1 lít thôi. 1 lít thôi á? Ừ. Tí chú lấy cho cháu cả thêm nhất một tí nữa, nhưng mà ở đây chú có can không nhỉ? Chú nhỉ? Có, tí nữa sẽ rót can. Chú cho cháu một cái can 5 lít kia đi. Ok, đây, chú cho cháu một can 5 lít kia xong cháu gửi thêm. Vậy luôn. Lít là 5, nhất là 5 lít là rơi vào tiền nữa. 5735 350. 350 nè. 16 tiếng đầu là chạy thay dầu nhất. Lên với nhau. Chuyển thêm 350 nhá. Đấy. Đây. Đỏ thôi. 350. Muối đỏ. Ông lọ thì cháu Lực nhận được cái khoản của bà An Phạm là 500 đô các bác ạ. 500 đô thì đổi ra tiền Việt là nó được là được 10 được 10 12 triệu. Đấy cộng thêm là 5 lít tiền dầu nữa. Thank you.
Đấy, vừa rồi thì cháu cũng đã thanh toán xong hết rồi các bác ạ. Bây giờ thì chỉ có đợi là lắp ghép thêm vào nữa thôi. Này là bây giờ anh đang lắp thêm là cái phần biển của nó. Đợi anh lắp xong rồi để vào hộp thì anh em sẽ đi ăn đá các bác ạ. Từ là từ trên nhà xuống đến đây là đói chưa? Đói rồi. Đói rồi à? Có mua máy cày là hết đói luôn không? Có. Đấy, bảo là mua máy cày là hết đói luôn đúng không á? Đi vào chọn thêm đồ nữa các bác ạ. Hãy cho sửa đi vào chọn đi, xem là lấy loại nào ấy. Đâu anh? Ở đâu ấy? Ôi giời, yếu đấy nhỉ, điện đấy. À đây. Đây là cái gì của nó anh? Cái bánh lòng ấy. Cái bánh lòng à? Thế nhưng mà ở đây nếu mà bà con thì hay chọn là loại nào nhiều nhất anh? Tùy mình thôi mà. Tùy mình à? Nhưng mà anh thì anh làm ở đây thì bà con hay chọn nào, cái nào là nhiều nhất? Tại vì là sử thì nó cũng, em nó thì cũng chưa có chọn cái lòng bừa bao giờ ấy. Xem cái ruộng này là lún hay không lún. À, ruộng này, ruộng không lún thôi anh ạ. Lấy cái loại không lún thôi nhé. À đây này sử ạ. Cái này là cái loại mà nó bị lún đúng không anh? Lún thì là dùng cái này. Còn cái mà không lún thì dùng cái này. Nhà sử thì nó có bị lún xuống không? Ruộng ấy. Dùng cái này thôi. Hả? Trên kia cái máy chỉ dùng cái này thôi. Chỉ dùng cái này thôi à? À đấy, anh ơi, cái này này anh ạ. Đấy. Đấy là sửa, đây là sửa chọn rồi nhá. Đấy, chọn ra đi. Ở trên kia thì sửa là thấy là bà con là dùng cái này đúng không? Vâng. Rồi. Nhấc cái đấy. Được chưa? Còn là cái lưới, còn cái lưới phay kia là tí về nhà mình lắp cái loại kia đúng không anh? Cầm cái máy làm cái ảnh. Lại làm thêm tấm ảnh à? Tưởng được tặng cái gì không anh? Đấy, cho sử chụp ảnh một tí cô bác ạ, người ta cũng quán cái nào cũng chụp, bán được cái nào thì cũng chụp. Đây là bây giờ là đủ bộ đúng không cái này anh? Đi luôn chưa bây giờ ấy? Chưa bây giờ đi ăn đây. Đấy, bây giờ thì anh em đi ăn đó cô bác ạ. Ra ngay quán ở bên này luôn. Đấy, sử cho vào đây này. Đấy. Cái máy này thì là cái mã lực của nó rất là mạnh các bác nhá, 178 cơ. Nếu mà cô bác biết về máy cày đầu 178 thì rất là mạnh. Cho em ba bát phở coi. 4 bát phở chắc không đủ. 4 á? Cho em 3 4 á. Anh em thì bây giờ đi vào ăn đâu các bác, duy chuyển từ sáng đến giờ là vẫn chưa có ăn. Anh em ngồi luôn đây. Ở trên chỗ nhà sử thì hầu như là mấy cây thì chỉ có được 1 đến 2 nhà là có thôi nhỉ, mấy cây ấy. Vâng. Nhà nào với nhà nào có? Trên đấy có biết tên không? Nhà anh trưởng thôn có? Có đấy. Nhà anh trưởng thôn có à? Nhà anh trưởng thôn thì có vẻ như là kinh tế khá giả hơn các bác ạ, cho nên là có cái máy cày là chắc là cả thôn đấy là chỉ có tầm 1 đến 2 cái thôi. 30 hộ thì có được tầm 1 đến 2 cái, 2 cái máy cày thôi. Đấy, trong lúc mà anh em đợi phở thì là nói chuyện một chút để cho nó đỡ bị nhàm chán đúng không các bác?
Thế sáng nay là xử là từ nhà xuống thì đã ăn gì chưa? Chưa ăn được. Đêm qua anh gọi bảo là xuống mua mấy cày thì cái cảm giác mà có mấy cày thì là như thế nào? Có hồi hộp không? Có. Cả đêm mất ngủ không? Có. Ui, cả đêm mất ngủ mà thì hôm nay là vẫn dậy sớm được là tài đấy nhờ. Đấy, xử thì có thể như là kiểu những cái phần quà mà lớn đúng không bác? Thành ra là đến khi mà nói đêm là hồi hộp là sẽ cảm giác là như không có ngủ được. Kể cả như là cái bản thân của cháu Lực như vậy, kể cả như cái bản thân của cháu Lực cũng thế cô bác. Nếu mà có biết được một cái phần quà và cái niềm vui nào đấy là rất là hồi hộp. Cũng biết là mai mình đi thì sẽ mua được máy gì và chọn như thế nào nữa. Có vẻ như là ô tô rất là ồn của bác ạ. Chắc là một tí nữa sẽ ghi hình sau thôi. Bây giờ thì mấy anh em sẽ cũng ăn phở đã, rồi thì đưa em Sử đi lên trên ngắm huyện một chút nhá. Đưa đi sửa lại tóc một chút cô bác ạ. Tóc thì hôm nọ là anh ở bên thợ ở trên xá cắt thì có vẻ như là người ta cũng chỉ biết là cắt để cho nó gọn thôi, chứ để mà cắt nó đẹp thì chắc là người ta không biết cắt. Đấy, chứ không phải là chê mấy anh em thợ trên xá đâu cô bác ạ, nhưng mà kiểu là chưa có tay nghề và chưa có đi qua một cái trường lớp đào tạo nào và cứ thế và mua cái máy tăng đời và cắt thôi. Mọi lần thì ăn phở gà với lại trên mình thì có phở gà rồi nhỉ? Phở gà thì quen rồi, hôm nay thì xuống huyện thì đổi khẩu vị là ăn bún bò cô bác ạ. Bây giờ thì xin hai anh em thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng mấy anh em ăn sáng. Đến giờ này thì mới được ăn sáng cô bác ạ. Quán chơi vào một cái quả hành to luôn này. Chưa để gia vị không? Gia vị thì cũng chỉ có là nước mắm, mì chính, tiêu thôi. Đây, lo nào? Nè á? Tí tương ớt à? Ăn chưa? À không lớn là anh ăn sau anh về luôn bà. Một bò thì xử đã ăn bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Thế là mỗi lần là toàn đi ăn bún gà thôi à? Bún gà phở gà thôi à? Đấy, bây giờ thì xử để ăn đi. Cho đi rau sống vào. Ấy, sao lại đi vào kia thôi. Dạ. Được ba. Một xe hai xe quả mái. Nếu mà ăn một bát không đủ thì ăn hai bát nhá. Cho đỡ đói một tí thì anh em mình có sức lấy cái máy cày về đến nhà đấy. Cháu sự mời quý anh bà cô chú anh chị ăn bún ạ. Bây giờ thì mấy anh em sẽ ăn đá của bác ạ, rồi một tí nữa đi lên trên đưa Sử lên trên gọi là náo thêm một chút, tiện thể là mấy anh em đi xuống huyện. Mấy anh em đi xuống huyện thì giới cho em Sử là đi lên trên đấy để mà nhìn cái khung cảnh ở huyện một chút của bác ạ. Okay. Quán này thì là cùng Sử là lên thứ hai rồi Sử nhờ. Thế ở đây thì cũng thấy là các cô ở đây bán những cái mặt hàng đặc sản ở trên vùng cao này cô bác này. Ở đây thì chắc là mật ong rừng cô bác. Ở đây thì rất là nhiều cô bác có nói với cháu Lực rằng là mật ong mà nó bị động lại ở phần này là mật ong đường cô bác, nhưng mà không có phải đâu cô bác ạ. Tại vì là cái mùa vụ mật mùa đông này thì nó sẽ hơi bị lắng lắng ở phần đít một chút. Còn nếu mà như mà mật đường ấy thì chắc chắn là người ta sẽ không có pha ra mà để mà nó động được như này đâu cô bác. Trên này thì có vẻ như là có giảo cổ lam này, có nụ hoa tam thất này, cũng rất là nhiều. Trà hồng sâm này, trà này thì uống nó có vẻ hơi ngọt một chút cô bác. Còn lá mắt gan nữa. Lá mắt gan, mắt thận này. Quán này thì là một cái view mà phải nhìn thấy xuống cái huyện luôn các bác. Hiện tại thì trời là đang còn nắng quá, chứ không là cùng với Sử là hai anh em là đi ra bên này để mà ngồi uống nước được. Đấy, nhưng mà nắng quá cô bác. Đây, vừa rồi máy thì là đã
cháu Lực gửi lại để một tí nữa anh em lên trên này một chút vi vu một chút đã, thì xong về. Rồi, nhìn xuống ở huyện thì có vẻ như là một cái khung cảnh mà khác hẳn ở trên bản mình sư nhờ. Trên bản mình thì còn có những cái nhà mà lập bằng polo thôi, còn ở đây thì những cái nhà mà rất là cao tầng rồi. Ở đây thì chỉ là có huyện thôi. Sử là xuống huyện là lần thứ mấy rồi? Không nhớ rồi. Không nhớ à? Nếu mà để mà đi xuống chơi thì là xuống với anh thì là lần này là hình như là lần thứ hai rồi nhỉ? Vâng. Chỗ này ngày xưa mà anh còn đang học với Sử ạ. Tất cả những cái này là toàn là có những cái cây mà rất là rậm rạp thôi. Đấy, độ tầm 4-5 năm nay trở lại thì nhìn mấy đấy là thấy là người ta xây những cái quán nước này nhiều hơn. Đấy, hiện tại thì mấy cây thì cháu Lực là gửi lại ở quán một chút nữa, để mà một tí nữa anh em vi vu xong rồi thì sẽ đi về nhà và chở đi về nhà sau cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì anh em mình ra kia uống nước đi sửa nhà. Đấy, có ở kia mà đến mà mùa vừa rồi cô bác này, mùa xuân đấy, trước Tết đấy, thì là hoa đào nở rất là đẹp. Một tí đi là lấy xe đi rửa xong là anh em mình đi về sau sửa. Đây, bảo dưỡng xe một chút. Chị xinh đẹp rồi. Ô, đây là bia Trung Quốc hay sao ấy? Trung Quốc hay là bia... À, đây là bia Nhật Bản hay Trung Quốc đâu? À, Trung Quốc. Biểu tượng cái núi của Trung Quốc này các bác này. Nếu mà có trẻ con thì tập tu này. Ôi, đây là tập tu tu sao rồi. Đây thì có kem này Sử ơi, Sử ăn kem không? Làm một tí kem không? Đây Sử chọn đi. Cho anh em mình lâu lâu xuống mình xuống núi thì anh em mình xem nào, đây là cái gì đây? À, đây là cái để mà nướng luôn. Đây Sử ăn kem đi, Sử lấy kem đi. Sử chọn đi. Kem bên này này, Sử ơi, kem bên này như kem ốc quế này, ngon hơn này. Đây. Đấy. Đấy, Sử cầm hai que nhá. Đây, cầm Sử cầm hết đi. Cầm ra bàn đi. Thêm một que nữa. Đấy. Ở đây có vẻ như có rất là nhiều tượng này. Ở đây thì nhìn thấy có vẻ là ngâm có cả ba kích này, cả cái thóc màu đỏ đỏ ấy. Gạo như kiểu gạo đỏ đấy là gạo rui hay gạo gì ấy cô bác. Cái bà kích này là lá gì nữa, rất là nhiều. Đấy, anh em ngồi ở đây chiêu một chút. Ôi, ở dưới này có vẻ có hai cái hình tượng rất là to này Sử. Thế à, có một cái bàn tay khổng lồ nữa. Ở trên kia đấy nhìn thấy có một cái vườn quả mít khá là nhiều. Anh em mình uống nước một chút thì anh em mình lại tiếp tục là di chuyển là đi về thôi. Cái cung đường mà đi về thì còn khá là xa. Đấy là uống nước ở đây có khác với lại ở trên mình không? Trên khác à? Hai anh em mấy anh em ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút uống nước xong thì ông xé lại tiếp tục là di chuyển đi về nhà đúng không? Từ huyện đi về nhà thì chắc là chơi nắng như này thì anh em chỉ mất đi tầm 3 tiếng thôi là cũng đến nhà rồi. Hay còn về phần máy cây này thì là được bà An Phạm là gửi tiền để mua máy cho em Sử của bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì vừa rồi thì anh vẫn còn mua thêm là cả thêm nhất nữa đấy. Mua thêm 5 lít nhất nữa thì một tí nữa khi mà anh em mình đi ấy, thì nếu mà anh không nhớ là nhất ấy, thì là Sử cũng phải nhớ ra nhá. Một cái can màu vàng nhá. Đấy, Sử có lời nào muốn gửi tới bà An Phạm không? Bà An Phạm đã mua máy cho mình. Dạ. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền mua máy cài cho ba ông cháu. Con chúc bà thật gia đình, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Đấy, phần quà rất là đặc biệt và rất là ý nghĩa gửi tặng tới cho em Sử để giúp cho em Sử những cái công việc mà cày ruộng hay là cày nương thì nó sẽ nhanh và hiệu quả hơn cô bác ạ. Và cháu Lực cũng xin thay mặt làm em Sử, em Hải, ông
gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm, chúc bà thật nhiều sức khỏe và thật nhiều điều may mắn sẽ đến với bà. Ở đây thì bà gửi tiền cho các em thì bà cũng gửi cả luôn cho cháu Lực để làm cái kinh phí đổ xăng đi lại nữa cô bác ạ. Thì có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Hiện tại thì bây giờ đang là 12 giờ rồi. Có lẽ là anh em đi xuống kia để mà nghỉ ngơi một chút, rồi đến tầm là một tiếng nữa thì anh em mình sẽ di chuyển là đi về nhá. Đi từ sáng thì cũng cảm thấy là nhức hết người rồi cô bác. Thời tiết còn là nắng nóng nữa. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái thước phim hôm nay thôi cô bác ạ. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Thank you.